Anh có thể giới thiệu tên và địa chỉ vườn nhà mình cho mọi người biết được không ạ? Mình tên là Nguyễn Trọng Lễ, địa chỉ của mình là ở Cư Né, Krông Búc. Của tỉnh Đắk Lắk đúng không anh? Đúng rồi, của Đắk Lắk. Thì vừa rồi là em được biết là cái cây sầu riêng nhà mình bị cháy lá với lại đốm lá anh. Thì anh có ra ngoài cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật để mua các sản phẩm để phòng trị ấy. Thì không biết là anh có sử dụng sản phẩm gì để phòng trị cái bệnh đốm lá với cháy lá trên cây sầu riêng ạ? Sau khi là được tư vấn và mua thuốc bảo vệ Tigen của nông dược, là mình đã sử dụng một thời gian là thấy lá này nó hết bị cháy lá. À, nghĩa là cái lá mà nó đang bị cháy lá thì nó không lan thêm ra nữa đúng không anh? Đúng rồi, những cái lá bị cháy ấy là nó không có lan thêm ra nữa. Và những cái lá nó cháy, nó bị bệnh xung quanh cái lá cháy ấy, là nó cũng không có lây bệnh. Không bị lây từ cái lá bị cháy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, lúc đấy là đang cái thời kỳ mà mưa nhiều nên là cái bệnh cháy lá nó diễn ra nhiều ở trên vườn với mật độ cao đúng không ạ? Đúng rồi, lúc mà chưa sử dụng ấy là nó cháy rất là nhiều, nó cháy cũng dày lắm. Dạ. Thì sau khi phun xong rồi thì anh có để ý đấy là cái bộ tán lá nó có khác gì so với cái lúc trước đấy phun không ạ? Nó khác rất nhiều chứ. Cái tán lá bây giờ là nó xanh hơn, nó màu mỡ và nó bóng cái lá hơn. Cái hơn cái lúc mà nó đã bị bệnh. Dạ, nó sáng và trông nó mỡ hơn đúng không anh? Đúng rồi. Liều lượng anh pha chai thuốc này như thế nào đấy ạ? Liều lượng mình pha ấy là cái chai 100ml này là mình pha cho 6 bình. Tigen 450SC rồng vàng của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Pha cho 100ml là cho 6 bình. 100ml là pha cho 6 bình. Với cái hiệu quả như vậy thì anh đánh giá như thế nào? Anh có thấy hài lòng không ạ? Nói chung là hiệu quả là rất rõ ràng và rất tốt. Cái này mình rất là hài lòng với sản phẩm. Thế thì thời gian tới thì mong anh tiếp tục sử dụng các sản phẩm Tigen cũng như các sản phẩm khác của công ty cổ phần nông dược Việt Nam anh nhé. Vâng. Rồi. Dạ em cảm ơn anh buổi chia sẻ hôm nay ạ.